Mặc dù là cơn bão số 11 chưa trực tiếp đổ bộ, song hậu quả của những trận mưa lớn vừa qua thì vẫn còn rất nặng nề. Tại thủ đô Hà Nội, sau 3 ngày xảy ra sự cố vỡ đê sông Bùi tại huyện Chương Mỹ, thì đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn của hai xã là Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến vẫn bị ngập sâu trong nước. Riêng tại xã Nam Phương Tiến, hiện còn 3 thôn bị cô lập hoàn toàn với trung tâm xã. Chính quyền địa phương đang nỗ lực sử dụng mọi phương tiện để vận chuyển mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm cho hơn 800 hộ dân trong toàn xã. Thưa quý vị, thưa các bạn, con đường duy nhất để dẫn vào xã Nam Phương Tiến hiện nay cũng đã bị ngập hoàn toàn. Và cách duy nhất người dân có thể di chuyển được vào trong trung tâm xã đó là bằng công nông hoặc bằng những thuyền mủng hoặc đi bộ như thế này. Những chiếc thuyền chứa đầy thịt và rau đang chuẩn bị được đưa vào khu dân cư. Và đây là phương tiện duy nhất mà người dân có thể sử dụng để đi lại trong những ngày này. Nhiều hộ dân như vợ chồng anh Lượng phải mất hơn một tiếng đồng hồ chèo thuyền mới có thể ra được trung tâm xã để mua các nhu yếu phẩm cho cả gia đình. Khó khăn nói chung là bây giờ như có phải nhà ai cũng có cái thúng bơi để mà bơi đi đâu, hoặc không có phải lội. Như là phụ nữ trẻ em là đi hết rồi, còn những người nào trong nhà thì thường xuyên mà đi giao dịch thì phải mượn nhau thúng hoặc con ăn nội ôm quần áo và cùi chân. Như nói chung là cái sinh hoạt ở dưới đấy bây giờ thì cực kỳ là khó khăn rồi, bây giờ là coi không đi lại được, chỉ ngồi trên nhà thôi. Còn giờ chúng tôi đi đây là phải đi bằng thuyền và gia đình lên đó, chứ cứ năm gì có phương tiện đi đâu. Toàn xã Nam Phương Tiến hiện vẫn còn hơn 800 hộ dân bị cô lập do mưa lũ, nhiều ngôi nhà đã bị ngập hoàn toàn. Hệ thống điện lưới tại 4 thôn Hạnh Bồ, Nam Hải, Nhân Lý, Khúc Băng cũng đã bị cắt. Mặc dù chưa có thiệt hại về người, nhưng 3 ngày sau sự cố vỡ đê, những con số thống kê thiệt hại tài sản vẫn không ngừng tăng lên. Thì đối với chăn nuôi thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang bị ảnh hưởng và thiệt hại khoảng 96.000 con gia cầm và 5.500 con lợn. Thế và đối với thủy sản thì chúng tôi đang bị thiệt hại khoảng 75 hecta đến tại thời điểm bây giờ. Thế còn chắc chắn cái số liệu này sẽ có thay đổi và tăng lên trong thời gian tới khi nước rút. Để khắc phục tình hình trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức cứu trợ cho các hộ dân bị cô lập như mì tôm, nước sạch và nến để thắp sáng. Tính cho đến giờ phút này thì huyện chúng tôi đã cung cấp được vào khoảng độ 1.350 thùng mì tôm và khoảng độ 1.200 thùng nước cho các cái hộ dân của các cái xã như là xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và thị trấn Xuân Mai. Trước đó vào rạng sáng ngày 12 tháng 10, do áp lực từ việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ đã khiến mực nước sông Bùi tăng cao, một đoạn đê phụ nối hai xã Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến phải xả tràn và bị vỡ hơn 10 mét. Hiện tại, mực nước vẫn đang tiếp tục dâng chậm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ cho biết nếu trời không mưa thì một tháng nữa nước mới có thể rút hết. Khi đó, người dân mới có thể ổn định cuộc sống.